kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Siêu thị nông nghiệp được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị và các bạn, là dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống cũng như là hầu hết các ngành kinh tế trong xã hội. Trong đó thì người chăn nuôi gia cầm tại các tỉnh phía Nam chưa khi nào phải chứng kiến giá gà công nghiệp lại xuống thấp như hiện tại mà vẫn khó tiêu thụ. Nếu như mọi năm thời điểm hiện tại thì người chăn nuôi cả nước đã bắt tay vào đàn cho vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại cộng với giá thức ăn chăn nuôi đang tăng quá cao, người chăn nuôi đang hết sức dè dặt, từ đó mà nguy cơ thiếu hụt gia cầm trong dịp Tết năm nay là rất lớn. Và từ đó mà nếu như dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trong một vài tháng tới, lựa chọn con giống phù hợp và có biện pháp giảm được chi phí thức ăn, nông hộ vào đàn lúc này có thể sẽ lại thắng lớn. Và trong chương trình Siêu thị nông nghiệp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về các giải pháp đầu tư chuẩn bị vào đàn gia cầm để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Và để mở đầu cho chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các tin tức thị trường đáng chú ý. Tại miền Nam, giá gà lông trắng tăng nhẹ, người tiêu dùng gia tăng sử dụng thịt gà và các sản phẩm thịt gia cầm. Gà thả vườn tại miền Bắc duy trì ổn định ở mức 85.000 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo khủng hoảng thiếu thực phẩm gia cầm vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Lưu ý các biện pháp đầu tư tái đàn gia cầm từ nay cho tới cuối năm. Sau một thời gian dài xuống thấp ở mức 4.000 đến 5.000 đồng 1 kg, theo ghi nhận ở một số nơi, tại khu vực Nam Bộ thì giá gà trắng bán ra cao nhất đã đạt ngưỡng là 7.000 đồng 1 kg. Sở dĩ giá gà lông trắng có nhích lên do người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ việc tiêu thụ thịt lợn sang thịt gà trong mùa dịch, khi mà giá thịt lợn vẫn liên tục tăng và có xu hướng khan hàng hơn thịt gà. Tuy nhiên thì theo các thương lái tại khu vực Nam Bộ cho biết thì hiện đa phần các hộ có gà xuất bán ở thời điểm này đều là hàng quá lứa và việc vận chuyển lưu thông tại các vùng giãn cách vẫn khó khăn, nên nhiều thương lái hạn chế mua hàng, khiến các trang trại khó hoặc là không thể tiêu thụ được sản phẩm. Giá gà lông trắng quá lứa bán ra tại trại ở các vùng phía Nam vẫn ở mức trung bình từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Giá gà thả vườn dòng gà ta Gò Công ở Tiền Giang bán chậm dao động từ 58.000 đến 65.000 đồng 1 kg tại trại. Trong khi đó, tại miền Bắc, theo ghi nhận mấy ngày gần đây thì giá gà công nghiệp đã liên tục tăng cao. Giá gà công nghiệp bán ra tại các vùng miền Bắc cao nhất đạt ngưỡng là 30.000 đồng 1 kg. Gà thả vườn tiếp tục duy trì mức giá khá ổn định. Giá gà lông trắng loại trên 3,3 kg một con bán ra tại các trang trại tư nhân ở các vùng Bắc Giang, Thái Nguyên có nơi đạt 27.000 đồng đến 28.000 đồng 1 kg. Gà hàng công ty bán tốt mới được 26.000 đồng 1 kg. Loại gà trắng trên 3 kg một con tại các vùng Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng bán buôn tại trại cao nhất đạt 27.000 đồng 1 kg. Đối với gà thả vườn, gà ta các loại, giá cả tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 85.000 đồng 1 kg. Giá gà ta thả vườn, hàng ta Sơn Tây, ta Lạc Thủy giao dịch tại các vùng Hà Nội, Hòa Bình giá cao hơn tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam trên dưới 20.000 đồng 1 kg. Tại các chợ dân sinh và các cửa hàng thực phẩm tại thị trường Hà Nội, giá thịt gà thả vườn loại 1 làm sạch từ 140.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg. Thịt gà nhập khẩu từ Mỹ, Hà Lan, Ba Lan tùy loại có giá từ 43.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá đồi tỏi loại 4,5 cái 1 kg, thùng 15 kg bán 43.000 đồng 1 kg. Má đồi thùng 15 kg bán 43.000 đồng 1 kg. Cánh vừa loại 9 đến 10 cái 1 kg, thùng 15 kg bán 68.000 đồng 1 kg. Phai gà thùng 15 kg 60.000 đồng 1 kg. Dạo quanh một vòng thị trường các tỉnh miền Bắc và miền Nam có thể thấy rằng là giá thịt gà hiện có sự khác biệt rất lớn giữa hai miền và điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang tác động rất lớn tới việc điều tiết giá cả thị trường thịt gia cầm như là hiện nay. Trước
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và cuộc khủng hoảng của hàng triệu người chăn nuôi gia cầm tại các tỉnh phía Nam, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo là lượng gia cầm vào đàn thấp, có thể sẽ có một đợt khủng hoảng thiếu gia cầm vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực tế ở các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp đang cố gắng duy trì sản xuất 3 tại chỗ, nhưng vẫn còn khá nhiều cơ sở giết mổ gia cầm không đáp ứng được các điều kiện vì chi phí quá lớn cho việc đảm bảo an toàn dịch bệnh phải dừng hoạt động. Số liệu từ Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, tại các tỉnh phía Nam có khoảng 60 triệu con gia cầm đến ngày xuất chuồng nhưng chưa thể tiêu thụ được. Nhiều nông dân không thể tái đàn đã phải đốt hủy bỏ hàng triệu con gà giống. Từ thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Chính phủ cần có những biện pháp cải thiện chuỗi cung ứng cho sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là tăng lưu thông và chế biến cấp đông khi mà giá gia cầm hạ thấp quá mức. Trái ngược với diễn biến về thị trường thịt gà như hiện nay thì giá trứng gia cầm lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ của năm trước. Đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ của thị trường cũng tăng từ 20 cho tới 25% so với thời điểm trước khi mà dịch COVID-19 bùng phát. Hiện thương lái thu mua trứng gà ác tại trang trại với giá dao động từ 1.600 đến 1.800 đồng một trứng. Giá trứng gà dao động từ 1.800 đến 2.000 đồng một trứng, tăng dần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giá cao nhất kể từ hơn 2 năm qua. Hiện các địa phương đều kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia cầm, nên tổng đàn gia cầm đã tăng thêm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng đàn đến thời điểm này đạt khoảng 17,5 triệu con, trong đó có khoảng hơn một nửa tổng đàn chuyên khai thác trứng, nên dự báo sẽ cung cấp nguồn trứng dồi dào cho thị trường từ nay đến cuối năm, nhất là bảo đảm nguồn trứng cung cấp cho người tiêu dùng trong những ngày thực hiện quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ còn 5 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022 để chớp thời cơ giá gia cầm có thể tăng mạnh khi mà lượng thịt gia cầm có thể thiếu hụt diễn ra vào dịp cuối năm nay. Người chăn nuôi cần chuẩn bị kỹ nguồn lực để vào đàn. Trong khi đó thì quan trọng nhất là chúng ta phải chọn được giống gà phù hợp cho thị trường Tết. Và giống nào là giống gà ngon, có giá bán cao, vừa để kịp ăn, vừa để kịp bán vào dịp Tết. Và câu trả lời đó chính là các giống nội địa. Các giống nội thuần chủng nếu mà là gà lai thì cũng phải ưu tiên các giống có tỷ lệ gen nội địa là khoảng 75%, góp phần giảm thiểu rủi ro cũng như là chi phí đầu tư cho người chăn nuôi. Sau đây là những giống gà nội địa phổ biến nhất hiện nay. Xin mời quý vị theo dõi. Một số giống gà nội địa được nuôi phổ biến hiện nay. Đặc điểm chung của các giống gà nội địa hay còn được gọi là gà ta là các giống gà dễ nuôi, ít bệnh tật. Đa số là nuôi gà thả vườn vì tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như ngô, rau, thóc, giun cỏ, vừa tiết kiệm chi phí chăn nuôi mà thịt lại săn chắc, thơm ngon. 1. Gà ri. Gà ri thích hợp với nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện thức ăn nghèo dinh dưỡng, tuy nhiên trọng lượng không cao, song thịt rất thơm ngon. Cụ thể, trọng lượng gà mái từ 1,2 đến 1,8 kg, gà trống từ 1,5 đến 2,1 kg, thời gian đạt trọng lượng thịt khoảng từ 4 đến 5 tháng, sản lượng trứng bình thường từ 80 đến 100 trứng một năm, gà chỉ đẻ từ 10 đến 15 trứng là lại ấp, thời gian ấp gần 1 tháng, sức kháng bệnh tốt, dễ nuôi, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng từ 2,5 đến 3,5 kg. Gà ri giống có giá từ 14 đến 15.000 đồng một con. Chi phí chăn nuôi chiếm 70% giá thành, giá bán dịp Tết ước đạt từ 100 đến 150.000 đồng 1 kg, tỷ suất lợi nhuận ước đạt 30%. 2. Gà đông tảo. Nguồn gốc tỉnh Hưng Yên, gà đông tảo hay gà đông cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có được. Đặc điểm nổi bật của loài gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô. Khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5 kg đối với gà trống và trên 3,5 kg đối với gà mái. Trọng lượng gà mái từ 2,5 đến 3,5 kg, gà trống từ 3,5 đến 4,5 kg. Thời gian đàn trọng lượng thịt khoảng từ 4 đến 5 tháng, sản lượng trứng thấp từ 50 đến 70 trứng một năm. Gà mái bắt đầu đẻ lúc từ 5 đến 7 tháng.
Gà thương phẩm thường là các giống đã qua lai tạo có giá bán trung bình mỗi con giống từ 15 đến 20 nghìn đồng một con. Thời gian nuôi dài, háo ăn, chi phí thức ăn chiếm 80% giá thành. Giá gà đông tảo vào dịp Tết trung bình từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng 1 kg. Lượng tiêu thụ không nhiều, tỷ suất lợi nhuận ước đạt từ 20 đến 25%. 3. Gà hồ. Nguồn gốc gà hồ là một giống gà quý của Việt Nam, nuôi chủ yếu ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đặc điểm: màu gà to có màu đỏ hoặc màu hồng như màu hoa mẫu đơn, còn đuôi gà thường xòe to như cái nơm, các lông đuôi bằng nhau. Trọng lượng con mái 2,7 kg, con trống 4,4 kg. Thời gian đạt trọng lượng thịt khoảng 6 tháng, sản lượng trứng thấp từ 40 đến 50 trứng một năm. Thời gian gà mái bắt đầu đẻ khoảng từ 6 đến 8 tháng. Gà hồ giống có giá 14.000 đồng một con, chi phí chăn nuôi chiếm 70%, giá bán bình quân từ 70 đến 90.000 đồng một kg, cho tỷ suất lợi nhuận trung bình 25%. 4. Gà mía. Nguồn gốc: có nguồn gốc ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đặc điểm: mình ngắn, đùi to và thô, mắt sâu, màu đơn, chân có 3 hàng vảy, da đỏ sắc hồng, gà trống màu tía, gà mái màu nâu xám hoặc vàng. Gà mía có chất lượng thịt thơm, da giòn, mỡ dưới da ít, sức khỏe tốt, thích hợp trong điều kiện chăn nuôi thả vườn nhưng tuổi đẻ muộn, sản lượng trứng thấp. Trọng lượng trưởng thành gà mái từ 2,5 đến 3 kg, gà trống 4,4 kg. Thời gian đạt trọng lượng thịt khoảng 5 tháng. Sản lượng trứng thấp từ 55 đến 60 trứng một năm. Thời gian gà mái bắt đầu đẻ khoảng 7 tháng. Giá gà giống từ 10 đến 15.000 đồng một con, chi phí chăn nuôi 70%. Giá bán trung bình từ 80 đến 85.000 đồng 1 kg, cho tỷ suất lợi nhuận ước đạt 30%. Gà tàu vàng, nguồn gốc chủ yếu ở phía Nam và rất được ưa chuộng vì chất lượng thịt cao, dễ nuôi. Đặc điểm: lông màu vàng rơm, vàng sẫm, có đốm đen ở cổ, cánh và đuôi, chân màu vàng, da vàng, thịt trắng, sức đề kháng cao, thích ứng với mọi điều kiện chăn thả địa phương, thịt rắn chắc, thơm ngon. Trọng lượng trưởng thành gà mái từ 1,6 đến 1,8 kg, gà trống từ 2,2 đến 2,5 kg. Thời gian đạt trọng lượng thịt là 6 tháng, sản lượng trứng bình quân từ 60 đến 70 trứng một năm. Gà mái 6 tháng tuổi bắt đầu đẻ trứng. Giá giống từ 10.000 đồng một con đổ lại. Giá bán gà thương phẩm vào dịp Tết dao động trung bình từ 65 đến 70.000 đồng một kg, chi phí chăn nuôi 70%, cho tỷ suất lợi nhuận từ 25 đến 30%. Bên cạnh các giống gà nội địa được nuôi phổ biến hiện nay thì trên cả nước hiện có rất nhiều những đơn vị đã tập trung phát triển các giống gà nội địa thuần chủng, đồng thời nghiên cứu và chọn tạo cũng như là cải tiến các tính trạng tốt giúp lai tạo ra các giống mới là vừa khỏe mạnh mà vẫn thơm ngon lại còn cho năng suất cao. Một trong số đó phải kể tới là giống gà Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình, là một giống gà ta thuần chủng nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể nuôi nhốt cho năng suất cao thay vì như là quan niệm gà ta thì chỉ có thể nuôi thả vườn như là trước kia. Anh Giang và các thành viên trong hợp tác xã của mình đang sở hữu diện tích nuôi gà Lạc Thủy trên 30.000 m², quy mô nuôi bình quân mỗi lứa là trên 19.000 con. Sự thành công của anh Giang phá vỡ quan niệm gà ta, gà thuần chủng chỉ có thể có hiệu quả khi nuôi thả vườn. Đây là một hộ mà tôi đánh giá rất có nhiều tiềm năng phát triển. Vì từ cái bước sơ khai ban đầu anh ấy chưa dám quyết định để nuôi gà Lạc Thủy, mà anh đã thông qua cái vấn đề giúp đỡ của chuyên gia, anh ấy đã dám mạnh dạn đưa con gà vào nuôi trong chuồng kín. Đấy, và một cái kết quả rất là thành công đến bây giờ đã được khẳng định là gà Lạc Thủy hoàn toàn có thể nuôi nhốt chứ không cần là phải nuôi thả như là một số các cái chăn nuôi truyền thống hiện nay. Và kết quả sau 2 năm triển khai thì anh Giang đã làm rất tốt cái vấn đề như vậy. Gà Lạc Thủy là giống gà bản địa của Việt Nam, được coi là giống gà đặc hữu, được đưa vào đối tượng để bảo tồn gen và chăn nuôi khá lâu đời tại huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình. Về đặc điểm, ngoại hình gà Lạc Thủy có nhiều điểm giống với gà mía, có mã đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, dễ nuôi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Cho hiệu quả kinh tế cao với người chăn nuôi, gà Lạc Thủy có khả năng chống chịu bệnh, thời tiết khí hậu, nhất là vào mùa lạnh khá tốt, dễ nuôi trong lớn. Khi mua con giống, cần đảm bảo là giống sạch, đảm bảo an toàn phòng bệnh. Và với cái sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của chuyên gia thì tôi cũng tự tin rằng là cái sản phẩm gà Lạc Thủy đi ra từ cơ sở của chúng tôi là được tiêm phòng đầy đủ và con giống khỏe mạnh. Gà Lạc Thủy trưởng thành có trọng lượng trung bình từ 2 đến 2,3 kg một con, chi phí đầu tư cho mỗi con giống từ 14 đến 15.000 đồng, tỷ lệ sống từ 90 đến 93%.
Sau 4 đến 5 tháng nuôi, gà lạc thủy thương phẩm duy trì giá ổn định từ 95 đến 100.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí đầu tư về giống và thức ăn, người chăn nuôi có thể thu lời từ 25 đến 30.000 đồng 1 kg mỗi con. Đối với chăn nuôi gà trong giai đoạn hiện nay, theo khuyến cáo, bà con cần cẩn trọng công tác tiêm vaccine đầy đủ trong mùa mưa, ẩm ướt nhiều, đàn gia cầm dễ mắc các bệnh như cầu trùng, thương hàn, E. coli. Sau khi đã chọn được giống phù hợp trong chăn nuôi thì do giá thức ăn công nghiệp đã tăng tới 40% như là hiện nay, các hộ chăn nuôi cần phải cân nhắc các phương án đầu tư sản xuất trong chăn nuôi. Và bí quyết tiêu dùng ngày hôm nay cũng xin được bật mí với quý vị khán giả cũng như là các bạn. Hai phương pháp giúp để hạn chế việc là tiêu thụ này và giảm thiểu chi phí thức ăn đầu vào trong chăn nuôi gà trong bối cảnh hiện nay. Theo khuyến cáo của các chuyên gia chăn nuôi, giá cám tăng cao, thay vì sử dụng thức ăn công nghiệp, nên phối trộn các loại thức ăn sẵn có như cám, ngô, phế phụ phẩm nông nghiệp thay thế thức ăn công nghiệp cho đàn gia cầm. Cá, thủy sản ế thừa thay vì đổ bỏ, bà con nên xay dập rồi trộn đều với muối theo tỷ lệ 10 kg thì cho vào 1,5 kg muối, chế phẩm sinh học. Sau khoảng 3 đến 4 tuần, bà con đã có thể trộn cá đã ủ với các loại thức ăn giàu chất xơ khác cho vật nuôi ăn. Với tỷ lệ tối ưu là khoảng 20% cá ủ đến 80% thức ăn khác hoặc 25% cá ủ đến 75% thức ăn khác. Với phương pháp này, bà con có thể bảo quản sản phẩm thu được trong khoảng 6 đến 12 tháng, rất lâu so với những loại thức ăn thông thường. Phương pháp này, đàn gia cầm không những được tăng sức đề kháng mà chất lượng thịt gà còn được nâng cao. Do gà nuôi bằng cám trộn theo phương pháp này, thịt rất thơm, ngon, hàm lượng omega cao. Chi phí thức ăn trong chăn nuôi gia cầm là yếu tố quyết định đến 80% giá thành của sản phẩm. Do vậy, bên cạnh việc sử dụng thức ăn thay thế, việc tính toán các phương pháp cho ăn, sử dụng tiết kiệm nguồn thức ăn góp phần giảm thiểu rất lớn chi phí thức ăn trong chăn nuôi gà. Gà có tập tính mới đào khi ăn, tuy nhiên chính tập tính này khiến lượng thức ăn bị rơi vãi, hao phí rất nhiều. Những chiếc máy ăn tự động này là phương pháp được các nông hộ sử dụng góp phần giảm thiểu hao phí thức ăn trong chăn nuôi. Khác biệt với hệ thống máy ăn thông thường, khẩu phần thức ăn cho gà trong ngày sẽ được người nuôi tính toán và lập trình sẵn. Mỗi ngày, công nhân chỉ cần đưa cám lên bể chứa. Hệ thống motor và cảm biến trong khu chuồng sẽ tự động điều chỉnh lượng cám đưa vào máng theo đúng lượng và thời gian quy định. Khi mà cho ăn bằng cái máng này so với cái máng thông thường thì cái máng này sẽ tiết kiệm được cám văng nó, và khi mà cho ăn máng thông thường thì nó sẽ bị văng ra ngoài đất và con gà nó sẽ không ăn được hết những cái cám đấy, nhưng mà cái máng này nó tối ưu được cái đó, nó sẽ không văng cám ra ngoài. Nó được bao bởi một cái vành đai xung quanh để cho con gà nó thò cổ đây và nó ăn. Cái máng này nó không văng. Cho nên là khi mà cám đổ vào đây là nó không có hiện tượng là rơi vãi ra phía bên ngoài. Khi cái gà nó xô, trong này nó có một cái hệ thống ruột gà, đầu trên kia của nó là nó có một hệ thống silo đấy, khi người ta đổ cám ở đấy, và đầu cuối kia của nó có một cái motor nó chạy, nó sẽ cuốn cái ruột gà này chạy thì cám nó sẽ chạy, nó chạy đi theo cái hệ thống này đấy. Và cái việc điều chỉnh tốc độ cám nhanh hay là chậm nó ở cái then đây này đấy. Khi ta đóng vào thì coi như là cám cũng chảy xuống, mà khi ta mở ra, đây, mở ra là cám sẽ chảy xuống ngay. Như vậy, với việc sử dụng hệ thống máng ăn tự động, người chăn nuôi gà đã loại bỏ được tối đa tình trạng gà bới thức ăn, nhờ đó giảm thiểu việc hao phí thức ăn trong quá trình nuôi. Không những thế, với việc tính toán khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi, cho ăn đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng, nên đàn gà phát triển tốt và đồng đều. Với những biện pháp mà Bí quyết tiêu dùng và Siêu thị nông nghiệp ngày hôm nay vừa chia sẻ thì hy vọng rằng là quý vị và bà con sẽ vững tâm hơn và sẽ có thêm kinh nghiệm để tái đàn cho vụ Tết Nguyên đán năm 2022 sắp tới. Và chúc quý vị và bà con có một vụ gà bội thu, được giá, tiêu thụ dễ dàng và thuận lợi trong những ngày cuối năm. Còn bây giờ thì chương trình Siêu thị nông nghiệp xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.